Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng, tính đến hết tháng 3 năm nay, tổng giá trị giải ngân vốn đầu tư công trong quý 1 trên địa bàn đạt gần 1.100 tỷ đồng, đạt 9% kế hoạch, cao hơn gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2019. Vốn ngân sách trung ương có mục tiêu giải ngân được hơn 189 tỷ đồng, đạt 59% kế hoạch được giao. Một số đơn vị chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân đạt cao, vượt tiến độ như Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông đạt 396 tỷ đồng, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp đạt 240 tỷ đồng, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu công nghệ cao Đà Nẵng đạt 204,8 tỷ đồng, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị đạt 180 tỷ đồng. Cũng từ đầu năm đến nay, một số dự án lớn đã khởi công góp phần nâng cao tỷ lệ giải ngân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.